Xin chào các bạn. Sáng sớm hôm nay ở Tân Sơn Nhất có một chiếc An 124 đến hạ cánh và chắc chắn nó sẽ thu hút mọi ống kính của Sài Gòn Airport. Bù lại ở Nội Bài cũng có một chiếc máy bay đặc biệt đến hạ cánh. Đó chính là chiếc máy bay đang đến trước mặt mình. Một chiếc máy bay vận tải khổng lồ có sức chứa tương đương chiếc An 124, khoảng 150 tấn hàng hóa. Và đây chính là một chiếc Boeing 747-8F, đời mới nhất và có sức chứa lớn nhất của dòng Boeing 747. Và điều đặc biệt ở đây chính là xuất xứ của chiếc máy bay này. Nó được đăng ký tại quần đảo Bermuda, một lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh. Chắc các bạn cũng đã nghe đến tam giác quỷ Bermuda. Tuy nhiên mình nghĩ chiếc máy bay này được đăng ký tại đó vì chính sách thuế. Đây là máy bay của hãng Silk Way West Airlines, một hãng hàng không tư nhân của Ireland. Nhưng trụ sở chính của nó lại đặt ở sân bay quốc tế Baku, Azerbaijan. Và các bạn cùng chiêm ngưỡng một chiếc Boeing 747-8F. Chiếc máy bay hạ cánh xuống đường băng 11 bên phải chứ không phải bên trái như thường lệ ở sân bay Nội Bài. Boeing 747-8 từng là máy bay dân dụng dài nhất thế giới với chiều dài 76,3 m cho đến khi dòng Boeing 777X ra đời. Tất nhiên chưa kể đến chiếc máy bay ngoại hạng An 225 Maria. Và đây là góc quay rộng hơn về chiếc Boeing 747-8 của Silk Way West Airlines. Buổi sáng sớm nay không chỉ có một mà tới hai chiếc Boeing 747-8 đến hạ cánh. Đây là một vị khách quen thuộc ở sân bay Nội Bài, một chiếc Boeing 747-8F của hãng Airbridge Cargo. Hãng này chính là công ty con của hãng Volga Danube, chủ sở hữu của chiếc An 124 mà mình quay hôm trước. Bộ lốp bánh xe tạo ra rất nhiều khói trên đường băng. Chiếc này cũng hạ xuống đường băng 11R sân bay Nội Bài. Và đây là hình ảnh từ camera góc rộng. Cuối cùng là pha hạ cánh của một chiếc Boeing 777F của Qatar Airways. Thời gian này các máy bay chở hàng của Qatar Airways đến Nội Bài rất nhiều, kể cả loại máy bay chở khách làm nhiệm vụ chở hàng. Một ngày có khi phải đến 4-5 chuyến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.